độc rắn đối với hồng rắn nó chả có một cái gì cả. Thôi hôn nó cắn mỡ mồm rồi, con này không gì cả. Nên nó kinh không, con này thì chơi được, bọn này nó lành hơn chơi được, bọn này thì chơi được, bọn kia con này không còn gì cả. Cho nó bén hơi mai là nó đâu vào đấy ngay. Con này thì chơi được, con này thì chơi được thoải mái. Anh em thả tim đấy, tôi ta phát xem nè. Anh em ai bệnh gì cầm.